chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị hay còn lý do nào khác. Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào Hà Nội vào ngày 15 tháng 1. Tại hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 12 trước Đại hội Đảng 13 khai mạc vào ngày 25 tháng 1. Bộ Chính trị sẽ báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định giới thiệu đưa ra Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Theo quy định chặt chẽ của Đảng, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tái cử không quá 65 tuổi. Đây là hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Bao nhiêu người trên 65 tuổi được giới thiệu ở lại và ai sẽ được ở lại vẫn là một nội dung mấu chốt để giải đáp mã ứng viên cho 4 chức danh tứ trụ bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Theo nguồn tin từ đài BBC, Bộ Chính trị đã có một cuộc họp trong tuần cuối cùng của năm 2020. Tại đây, các vị lãnh đạo chóp bu đã bàn về các phương án bao nhiêu trường hợp đặc biệt được giới thiệu ở lại. Dường như đa số với tỷ lệ sát nút trong Bộ Chính trị ở cuộc họp này ủng hộ phương án chỉ một người trên 65 tuổi được ở lại khóa 13. Nhưng phương án 2 người trên 65 tuổi vẫn chưa bị bác bỏ vì vẫn có một số người trong Bộ Chính trị ủng hộ. Vì thế, một cuộc họp tiếp theo của Bộ Chính trị có thể diễn ra trong ngày 9 tháng 1 đã tiếp tục bàn và cố gắng chốt trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra. Sau đó có thông tin cho rằng có phương án đề xuất ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng ở lại tiếp tục trong nhóm tứ trụ sau Đại hội 13. Thông tin cũng tiết lộ có thể Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét và bỏ phiếu cho phương án 1, bao gồm Tổng Bí thư vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai là Chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thứ ba là Thủ tướng Vương Đình Huệ. Thứ tư, Chủ tịch Quốc hội ông Phạm Minh Chính. Phương án 2 để Hội nghị 15 xem xét có chút khác biệt là đảo ngược lại hai chức danh như Thủ tướng thì là Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội thì là Vương Đình Huệ. Bình luận về dự đoán này, nhà báo Đỗ Ngà nhận định như sau. Khi thông tin dự báo như vậy thì có thể nói là hết 90% là khá chính xác. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2017 và ngay chiều ngày 12 tháng 1 năm 2017 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ngay kế kết đàm phán, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhà bình luận Đỗ Ngà viết tiếp, trường hợp ông Phúc thì không bàn làm gì, còn trường hợp ông Trọng mới đáng chú ý. Hiện nay, ông Trọng đã 77 tuổi và sức khỏe của ông Trọng đang xuống cấp nghiêm trọng vì hai nguyên nhân sau. Đầu tiên phải kể đến là tuổi già. Thứ nhì là di căn của căn bệnh đột quỵ hồi giữa tháng 4 năm 2019 ở Kiên Giang. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng bước đi những bước chân rất nặng nề như những đứa trẻ con mới tập đi như vậy. Thì kế bên ông luôn có người phải áp theo sẵn sàng đỡ ông nếu chẳng may ông bị khuỵu chân. Điều đó cho ta thấy sức khỏe của ông còn quá kém để đảm đương chức năng điều hành cả một quốc gia. Điều này cũng có nghĩa là nếu ông Trọng bám ghế thì ông sẽ đánh đổi tuổi thọ của ông để giữ lấy quyền lực, liệu có đáng hay không. Về mặt luật đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã vượt không phải 2 tiêu chuẩn mà vượt đến 3 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất, ông đã vượt qua quá 2 nhiệm kỳ tổng bí thư. Tiêu chuẩn thứ nhì thì ông đã quá tuổi quy định. Và tiêu chuẩn thứ ba là không đảm bảo sức khỏe. Trong đó, tiêu chuẩn sức khỏe đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ông và liệu ngần ấy tuổi ông có cần tham quyền cố vị đến mức quên đi cả tính mạng của mình nữa hay không. Cũng có thể là ông vì tham quyền cố vị, tuy nhiên ở đây cũng xin đưa ra một góc nhìn khác để có cái nhìn đa chiều hơn. Tuy ông Nguyễn Phú Trọng giữ ghế Tổng Bí thư từ năm 2011, nhưng quyền lực trong tay ông thực sự mạnh là sau Đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, khi mà ông bị loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị thành công. Khi đó quyền lực mạnh rồi thì ngay năm 2017 ông tiếp xúc với Tập Cận Bình 2 lần. Lần thứ nhất là vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, ông chủ động sang Trung Quốc ký 15 văn kiện khá bí mật. Lần thứ nhì là ông mời ông Tập Cận Bình sang Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 năm 2017 và ký tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 12 văn kiện bí mật khác.
Thực sự người dân không được biết nội dung từng văn kiện đó là gì, nhưng là người Việt Nam, chúng ta có quyền nghi ngờ nội dung bất minh nằm ở trong các văn kiện này. Cũng như trong quá khứ, công hàm của ông Phạm Văn Đồng từng ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1959 gửi Chu Ân Lai hai bán đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Đấy là một cú lừa đau đớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc. Rồi sau đó hội nghị Thành Đô năm 1990, người dân cũng không hề biết nội dung các bên đã ký kết là gì. Chỉ biết đất nước này có một ngày phụ thuộc vào Trung Quốc chứ như một sự sắp đặt. Cho nên nay ông Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam ký đến 27 văn kiện bí mật với Trung Quốc thì người dân càng có quyền nghi ngờ nội dung bất minh nằm ở trong những văn kiện đó. Hãy sâu chuỗi lại thì dường như càng thân thiết với Trung Quốc, quyền lực của Nguyễn Phú Trọng càng mạnh lên. Việc ông lật được ông Nguyễn Tấn Dũng trong thế yếu là người ta nghĩ rằng ông được bàn tay giúp đỡ từ phương Bắc. Sau khi lật được ông Nguyễn Tấn Dũng, ông lại ký 27 văn kiện bí mật với Trung Quốc. Sau khi ký văn kiện với Trung Quốc xong, ông lại đưa ra làm chủ tang lễ cho ông Trần Đại Quang chết và dường như bàn tay ông thu tóm tiếp Chủ tịch nước. Và sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng giảm sút nhưng ông vẫn bất chấp và bán ghế. Có thể nói trong tình hình sức khỏe tồi tệ như vậy mà làm nguyên thủ quốc gia thì cực hình với ông chứ chẳng có sướng gì. Thế nhưng tại sao ông vẫn không chịu nghỉ ngơi mà vẫn cố bám ghế đến như vậy? Cũng có thể là ông tham quyền cố vị thật và cũng có thể ông phải làm tiếp thực hiện chót những cam kết bí mật mà ông đã ký kết kia với Trung Quốc hay chăng? Khả năng này cũng có thể lắm chứ, và tại sao lại không thể? Theo quyết định số 1722 về danh mục bí mật nhà nước của Đảng và Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành thì báo cáo tờ trình thông báo quyết định kết luận và công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư chưa công khai ở mức độ tuyệt mật, nên ít ai có thể khẳng định rằng 100% trong bối cảnh thông tin chính trị bị hạn chế ở Việt Nam thì những điều u ám và mờ mịt dường như ngày càng chế ngự chính trường tại Ba Đình. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc buổi hội đàm vào chiều ngày 12 tháng 11 năm 2017 cùng với 12 văn kiện được ký kết. Dư luận mong ngóng của Hội nghị Trung ương 15 sẽ hé lộ đôi chút về nhóm tứ trụ khóa mới. Trên trang The New Đông Bát vào ngày 7 tháng 1, nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Victoria, New Zealand có đặt vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đại hội tới sẽ chọn ổn định hay dân chủ trong đảng. Nhà nghiên cứu nhận định chọn cách nào về nhân sự đều có rủi ro, thậm chí là rủi ro tự họa như Liên Xô chọn các ủy viên Bộ Chính trị có tuổi trung bình quá 70 thời Brezhnev trước kia. Trả lời phỏng vấn báo chí tại nước ngoài về phương án ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư, nhà bình luận Giang bình luận như sau: nếu ông Trọng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư thì đó là một điều bất thường, bởi từ sau khi cái chết kết thúc chiến tranh, điều lệ của Đảng quy định cá nhân không được giữ chức vụ này quá hai lần. Lần gần đây nhất đại hội có hiện tượng bất thường như thế là vào đại hội thứ 7 năm 1996 khi Ban Chấp hành Trung ương không thể thống nhất vị trí lãnh đạo và phải chọn hơn một năm sau mới bầu được ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư ở một hội nghị của Trung ương. Nếu ông Trọng tiếp tục nắm quyền, điều đó có nghĩa là Bộ Chính trị nói riêng và Ban Chấp hành Trung ương nói chung chưa thống nhất hay chưa thông tin hoặc chưa tin tưởng đội ngũ lãnh đạo kế cận để chuyển giao như đã xảy ra ở đại hội lần thứ 7 trước kia. Ông Nguyễn Phú Trọng với uy tín chính trị của mình dễ dàng ổn định tình hình, tìm kiếm người thay thế phù hợp, vừa tránh xáo trộn trong bộ máy lại vừa đảm bảo di sản của mình không bị đối thủ gạt sang một bên. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của phương án này là tính ổn định của chế độ. Dù có thể ông Nguyễn Phú Trọng có tâm ý tốt, không ai có thể đảm bảo lãnh đạo về sau không cố gắng dẹp bỏ nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng và sửa điều lệ và vin vào trường hợp đặc biệt để tham quyền cố vị giống như ông. Đây được cho là một vấn đề mà người ta hay nói là hoàng đế tồi, mà bất kỳ thể chế chuyên quyền nào cũng thường gặp phải. Phá bỏ thể chế thì dễ, nhưng xây lại thì rất khó. Luật sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm từ California nhận định trong bài viết được đăng vào ngày 13 tháng 1 vừa qua rằng căn cứ theo thông tin dò rỉ trong những ngày vừa qua thì rất nhiều khả năng là giáo sư Nguyễn Phú Trọng
sẽ chấp nhận chính mình là trường hợp đặc biệt ở lại ít ra thêm nửa nhiệm kỳ trong cương vị Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Nhà nghiên cứu Mỹ gốc Việt viết tiếp, đại hội lần trước, ông Trọng cũng nói là sẽ ở lại nửa nhiệm kỳ nhằm chấn chỉnh đảng. Nhưng cuối cùng, ông đã không những ở lại suốt cả nhiệm kỳ cho đến hôm nay mà còn tiếp nhận thêm chức vụ Chủ tịch nước. Kỳ này, nhận thấy ông Nguyễn Phú Trọng lại càng nóng ruột và cương quyết tiếp tục cương vị Tổng Bí thư, dù việc đó có thể gây ra tai tiếng về tham vọng quyền lực và bất chấp vấn đề sức khỏe của ông. Sự nôn nóng và cương quyết ở lại của ông Trọng tuy thế xuất thân từ một quyết định và đánh giá tình trạng bấp bênh và nguy khốn mà con tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải qua. Ông Liêm cũng gọi ông Trọng là người Cộng sản Việt Nam cuối cùng trong niềm tin thành thật với những ảo tưởng của xã hội chủ nghĩa Marx Lenin cứng nhắc. Ông Trọng tự cho mình là người cứu thế cho giáo hội Đảng, cả khi gia sản lịch sử của Đảng và cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bị không ít đảng viên bỏ rơi, và về mặt lịch sử thì đã trên đường tan hủy và muốn thất vọng và trăn trở với bức xúc về ván bài nhân sự cho đại hội lần thứ 13 khi không tìm thấy một người cộng sản chân chính với tài năng và nhân cách và vóc dáng xứng đáng lãnh đạo của Đảng, nhất là về niềm tin vững chắc vào Đảng và chủ nghĩa Marx Lê trong dàn nhân sự của ông hiện nay. Là người lãnh đạo trung kiên duy nhất còn lại từ nhân cách thành tâm với chủ nghĩa Marx Lenin giáo điều cũng như vai trò của Đảng cho tương lai của Việt Nam, cho đến nay đầu tóc trắng bạc phau, cái vóc dáng nhân hậu nhưng cương quyết với cặp kính trắng trên khuôn mặt phong thái của một vị giáo sư triết học dọc Bắc Hà, Hà Nội chuẩn, ông Trọng có một niềm tin vững chắc rằng Đảng ta mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Tuy nhiên, học giả Liêm cũng cảnh báo hồng thủy chính trị cho Đảng chắc chắn sẽ đến. Đây là hình ảnh tiểu sử của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhà bình luận này viết tiếp, ông Trọng đang biết điều này, tinh thần cách mạng trên làn sóng yêu nước nguyên sơ và trong sáng từ Hồ Chí Minh cho đến Lê Duẩn nay không còn. Chí khí đảng viên và với họ, cái văn hóa kỷ luật, hy sinh bản thân, niềm tin sùng tín và lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc nay đang không còn hoặc đã khác đi. Cho dù ông Trọng có bắt đảng viên phải tôn vinh hương linh ông Hồ Chí Minh bao nhiêu, ông cũng không có khả năng khai sáng lửa thiêng của nền chính trị hoàn toàn mới. Nhất là khi ai cũng thấy ý thức quốc dân Việt Nam đang dần sáng tỏ ra những ánh sáng mặt trời. Sẽ không còn ai là đảng viên Đảng Cộng sản chân chính kiểu như xưa nữa, vì con người là sản phẩm của thời đại. Đây là điều ông Nguyễn Phú Trọng nên nhận thức ra. Người mà ông đang tìm thì hôm nay là chính ông. Chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm một Nguyễn Phú Trọng và càng loay hoay tìm người kế vị, ông chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình. Chúng ta hãy cầu mong ông Trọng nhận ra nguy cơ này để chính ông sẽ can đảm và sáng suốt đi tìm một con lộ khác, hợp thời, hợp nhân tâm và mong mỏi của nhân dân cho cơ đồ Tổ quốc Việt Nam. Được như thế thì cảnh báo hồng thủy sẽ không tới, nhưng nếu ông vẫn khư khư còn cứ nghĩ rằng chỉ có ông là người duy nhất mới cứu được quốc gia, thì hãy nhớ đến một điều mà nhân gian hay nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cũng nên nghĩ rằng ước mơ trường tồn cùng dân tộc cho Đảng không phải là điều mà nhân dân Việt Nam mong mỏi. Và hãy xin ông Trọng hãy đừng suy nghĩ chính ta là quốc gia, mà trái lại không ai là quốc gia cả. Quốc gia và vận nước sẽ điêu theo lòng dân với những quy luật khắt khe của chúng. Đại hội 13 sắp tới sẽ là một cơ hội lớn cho Đảng và là cá nhân ông Trọng dám tiến hành một cuộc cách mạng thể chế, đem vận hội nước nhà và bước ngoặt mới nhằm sang trang lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Được như thế, nó sẽ là một gia sản lớn cho lý tưởng và cuộc đời ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ oai hùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị hay còn lý do nào khác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.